Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5, và câu 10, và câu 12 đến câu 14. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mắn tìm được thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con chiên không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, chức quyền, địa vị, danh lợi đã nhiều lần là giới hạn sự dấn thân và phục vụ của chúng ta. Não trạng theo Thầy Giê-xu để có được chức quyền, địa vị và danh lợi đã ám ảnh các tông đồ. Chính điều đó đã làm cho các ông tranh luận ai là người lớn nhất trong nước trời. Câu hỏi này phản ánh một sự bận tâm nơi các ông. Chúng ta thử hình dung nhóm 12 đang tranh luận sôi nổi, và không chỉ tranh luận, họ còn tranh cãi gay gắt ai mới là người xứng đáng ở địa vị cao nhất. Có khi các ông còn chia ghế cho nhau, chia phần, chia chỗ theo thứ tự ưu tiên nào đó. Mối bận tâm của các tông đồ thực sự không phải là cái gì nó quá đáng. Nó cũng là những bận tâm của chúng ta mỗi ngày trong đời sống. Trong một bữa tiệc, chúng ta nhìn nhau và tự hỏi ai là người quan trọng đây. Trong công việc, chúng ta phân chia mức độ quan trọng theo thứ bậc, và chúng ta cũng sắp xếp trật tự thứ hạng đó khác nhau. Quan niệm của Messiah, vua nơi người Do Thái, làm cho các ông không tiếp nhận được một quan niệm khác nơi Chúa Giê-xu. Đó là Messiah tôi tớ, Messiah đau khổ và Messiah thấp hèn. Vì mơ cao nên hoàn toàn họ không thể tiếp nhận những khái niệm sâu. Chúa Giê-xu đem một đứa trẻ và đặt giữa các ông, hẳn các ông kinh ngạc. Cũng như cách chúng ta kinh ngạc về người làm lớn phải khiêm nhường, phải phục vụ, phải trở nên rốt hết. Một đứa trẻ thì lệ thuộc, không thể tranh giành với người lớn. Một đứa trẻ thì cần được bảo vệ và yêu thương. Một đứa trẻ thì không biết về danh lợi, địa vị hay quyền lực gì cả. Điều này xóa hết những khái niệm về địa vị, danh lợi và quyền lực nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhìn vào một đứa bé với sự ngây thơ của nó, để chúng ta cũng phải vô tư với danh lợi trong cái mà chúng ta nói là phục vụ, trong quyền lực mà chúng ta có thể thi hành. Thực tế, người làm cao khó mà cúi xuống, người có chức vị khó mà phục vụ, người có nhiều danh lợi khó mà trút bỏ. Nhìn một đứa trẻ nơi đây, tại nơi Chúa Giê-xu đặt nó giữa các tông đồ, và chính Chúa Giê-xu đang hiện diện giữa họ để họ nhìn rõ. Và qua hình ảnh trực quan sinh động kia, Chúa muốn soi thấu tâm hồn họ. Phục vụ thể bắt đầu từ những người nhỏ bé, ưu tiên những người thấp kém và hạ mình xuống luôn để nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương mà phục vụ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa thật quyền năng mà đã hạ mình xuống, hủy mình ra không, trở nên thấp kém. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường,
hạ mình, cúi xuống phục vụ như chính Chúa đã phục vụ con người.